Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, những ngày qua vụ việc giao con 600 triệu đồng rồi nhận lại hũ cho cốt khiến cho dư luận không khỏi dậy sóng, đặc biệt sau khi biết cháu bé bị thiêu, không phải là nạn nhân duy nhất mà còn có nạn nhân khác. Nhiều khán giả khi theo dõi vụ việc, ngoài thương xót cho các cháu bé, còn cảm thấy khó hiểu bởi tại sao bố mẹ có thể dễ dàng giao con cho người lạ. Mới đây nhất, mẹ của nạn nhân trong vụ việc đã lên tiếng và buồn bã bày tỏ Cả đời này tôi sám hối chắc cũng không hết được tội với con. Có bệnh thì vài tứ phương, đó là tâm lý chung của những người bố, người mẹ đang lo lắng vì con không được khỏe mạnh như các bạn đồng trang lứa. Thế nhưng, có những chuyện sai một ly đi một dặm thậm chí dẫn đến kết quả đau lòng như vụ giao con rồi nhận lại hũ cho cốt. Sau khi gia đình anh N lên tiếng về việc đưa con trai đi chữa bệnh, nhưng lúc đón con chỉ còn hũ cho cốt, một gia đình khác cũng đã lên tiếng tố cáo. Đó xót thay, Chính nạn nhân đã chứng kiến đêm cuối cùng của cháu bé xấu số, số và cũng phải trải qua ký ức kinh hoàng đó. Nạn nhân mà chúng tôi muốn nói đến ở đây là cháu T, sinh năm 2013, cũng được bố mẹ gửi cho đối tượng Lê Minh Quang để điều trị tự kỷ và chậm phát triển. Trong bài viết mới nhất với tiêu đề Gửi con đi chữa bệnh đau đớn nhận về hũ cho cốt, thầy Quang ác lắm mẹ ạ. Báo VTC News tiết lộ cuộc nói chuyện cùng chị Ca, Chú Thừa Thiên Huế, mẹ của cháu Tê về những gì con trai chị đã phải trải qua. Kể với mẹ về những ngày tháng ở cùng Quang, cháu Tê cho biết đã nhiều lần bị ăn đòn. Có lần Quang còn dùng vòi hoa sen khiến cháu Tê bị thương rồi kéo cháu vào nhà vệ sinh dùng nước nóng dội lên. Hay một lần khác vì ăn chậm mà cháu bị cho ăn đòn. Đến giờ môi cháu vẫn còn xẻo. Kỳ khủng hơn, cháu Tê còn kể với mẹ mỗi lần cháu không ngủ được, ông Quang bắt cháu quy trong nhà vệ sinh, nhà gạo sống và nuốt. Khi ở khách sạn thì cháu ngủ một mình nên rất sợ, còn ông Quang ở cùng Tuyết. Cháu Tê nói với mẹ, con buồn lắm mẹ ạ. Hậu quả của những năm tháng sống xa bố mẹ và ở cùng ông Quang đã khiến cơ thể Tê đầy sẹo, đặc biệt là các sẹo bất thường ở các vị trí như đầu, mắt, tai, miệng và cả chân tay. Gia đình có chụp và gửi qua Zalo cho Quang, nhưng đối tượng này im lặng, không nhắc gì đến các vết thương bất thường này. Sau đó gia đình đưa cháu đến bệnh viện, mới đau đớn phát hiện cháu từng bị gãy chân và gãy hai ngón út ở hai bàn tay. Đau xót hơn, gia đình hỏi dò thì cháu tên nói đã nhiều lần bị Quang thượng cẳng chân, hạ cẳng tay bằng nhiều đồ vật. Chị ca đau xót nói, sau khi trở về với gia đình, cháu T đã đi học cùng các bạn và được thầy cô đánh giá phát triển bình thường. Tuy nhiên, hiện mỗi lần nhắc đến ông Quang, con tôi vẫn có những biểu hiện rất sợ hãi. Cháu nói với tôi là thầy Quang ác lắm mẹ ạ. Có lẽ chẳng có người mẹ nào không đau đớn khi lắng nghe những lời nói non nớt thuật lại những ngày tháng quá sức chịu đựng của một đứa trẻ. Là người ngoài còn cảm thấy khó chịu, nữa là người mẹ, chính tai nghe, nhìn thấy các vết sẹo trên cơ thể con mình. Chị ca buồn bã nói rằng Hàng đêm nhìn con ngủ tôi đau xót và ân hận vô cùng Cả cuộc đời này tôi sám hối chắc cũng không hết tội với con Chị chia sẻ những lời nói của con đã khiến chị vô cùng đau đớn Không hiểu nổi bên cạnh ông Quang có bà Bích cũng là phụ nữ Qua lời ông Quang, cô gái bà Bích cũng được ông này chữa bệnh tự kỷ Mà sao bà Bích không hề thương xót lên tiếng trước hành động của ông Quang Chị ca nói, những vết thương trong lòng con tôi và trên thân thể của con tôi đến bao giờ mới lành. Tôi sẽ quyết tâm lấy lại công bằng cho con. Hiện gia đình tôi đang nhờ luật sư tư vấn để hoàn thiện đơn tố giác ông Quang và bà Bích để kịp thời gửi lên công an tỉnh Lâm Đồng. Suốt 5 năm gửi con nhờ Quang chữa bệnh, gia đình chẳng mãi may nghi ngờ điều gì vì chỉ được phép gặp con hai lần. Và nếu không có những lời kể lại của cháu Tê và vụ việc cháu Quy tử vong bất thường, Chắc có lẽ, gia đình sẽ chẳng bao giờ biết được vì thương con mà vô tình giao trứng cho ác. Khi theo dõi vụ việc giao con nhận lại hũ cho cốt, đặc biệt không phải chỉ một mà còn có thêm một gia đình khác cũng đã gửi con nhờ đối tượng Lê Minh Quang chữa bệnh tận 5 năm. Nhiều khán giả sẽ tự hỏi làm thế nào mà đối tượng này có thể chiếm được lòng tin của bố mẹ cháu bé? Tại sao suốt 5 năm mà gia đình không hề phát giác ra điều gì? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Trước khi anh N cho con đi chữa bệnh Rồi nhận lại sự thật là con đã mất Gia đình chị ca đã có 5 năm đồng hành tin tưởng ông Quang Và gửi con lên lâm đồng chữa bệnh Chỉ sau khi anh N tìm đến nhà Nói về việc con trai tử vong bất thường Gia đình mới tá hỏa với những lời lẽ hết sức giả dối Xảo quyệt, đầy mưu mô của Lê Minh Quang Chuyện gia đình gặp Quang Và bắt đầu rơi vào cái bẫy của đối tượng này Đã xảy ra cách đây khoảng 6-7 năm Chị ca kể vào năm 2015 Chồng chị quen quang qua chơi cây cảnh Thế rồi lúc đến chơi nhà Thấy cháu T hơi chậm nói và gầy Thì quang lập tức phán ngay Cháu bị tự kỷ và chậm phát triển Gã còn gợi ý đưa cháu lên lâm đồng để điều trị Thời điểm đó Gia đình có tham khảo ý kiến của một số người Thì họ đều nói Cháu phát triển như thế là bình thường Nên gia đình không tin lời quang Khoảng một năm sau, tức năm 2016, Lê Minh Quang lại đến, lần này cao tay hơn. Lần đầu tiên, hắn dùng thủ thuật tâm lý dọa gia đình, nói rằng cháu bị bệnh tự kỷ, nếu không điều trị sớm sẽ dễ bị điên và có thể dẫn đến hành động dại dột. Sau khi dọa gia đình, hắn tiếp tục khoe khoang chém gió về bản thân là có bằng cấp học tại Anh và từng điều trị cho nhiều trường hợp bị tự kỷ nặng. Hiện các trường hợp này đều đã khỏi bệnh. Vẫn cam kết chắc nịch về biệt thự riêng, ekip chuyên nghiệp, không khỏi không lấy tiền cùng với những lời đe dọa về bệnh tình cháu t hắn bắt đầu gieo vào đầu chị ca khiến chị tin rằng con mình có bệnh thật mặc dù cháu t chỉ bị chậm nói trong suốt hai năm với chiêu mưa dầm thấm lâu không chữa thì không kịp gia đình cuối cùng cũng sập bẫy chi phí ban đầu mà gia đình chị ca phải chi cho quang để chữa bệnh cho con là năm mươi triệu đồng mỗi tháng Tuy nhiên, chỉ một năm sau, Quang yêu cầu gia đình phải trả 75 triệu đồng một tháng. Và từ năm 2019 đến năm 2022, số tiền mà Quang yêu cầu gia đình chị phải trả để chữa bệnh cho con là 100 triệu đồng một tháng. Từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2020, sau khi đưa con lên Lâm Đồng, gia đình chỉ gặp được cháu T đúng hai lần vẫn chiêu bài giấu địa chỉ và nói thêm phác đồ điều trị, yêu cầu cháu cách ly hoàn toàn với bố mẹ, nên gia đình cũng chỉ biết thông tin con khi Quang thông báo. Lý giải về điều này, hắn nói, nếu cho bố mẹ biết địa chỉ thì bố mẹ sẽ tìm đến vì thương nhớ con, rồi con sẽ theo bố mẹ về, ảnh hưởng đến việc chữa bệnh. Chị ca nhớ lại những cuộc điện thoại với con và cho biết một thời gian sau khi gửi cháu cho ông Quang, thì thấy cháu vẫn nói vấp Tuy nhiên chị nghĩ cháu chưa giỏi về ngôn ngữ Chị ca nói thêm Tuy nhiên qua sự việc xảy ra Và qua những lời kể của cháu sau này Gia đình mới nghi ngờ những cuộc điện thoại đó Đều có ông qua ngồi bên cạnh gây áp lực với cháu Khiến cháu lo sợ nên cháu nói mới bị vấp Hiện khi về nhà Cháu ăn nói lưu loát chỉ thi thoảng bị nói ngược Giờ đây sau khi vụ việc xảy ra Gia đình chị với vỡ mộng chẳng còn lời nói ngon ngọt ngào nào như tôi thương cháu hơn mẹ thương con gia đình các nạn nhân đều biết Lê Minh Quang chỉ là đối tượng có nhiều bí ẩn, những lời dối trá xảo quyệt của gã đã đẩy người nhà mắc bẫy. Chị cá bức xúc, nếu phải kiện ra trung ương, gia đình tôi cũng làm để lấy lại công bằng cho con trai tôi và gia đình bị nạn khác, để các gia đình khác không còn bị lừa giống như gia đình chúng tôi nữa. Chẳng qua thương con giống như bố mẹ và cũng chẳng qua kiên nhẫn với con hơn bố mẹ. Câu chuyện của hai gia đình trong vụ việc rất đau lòng nhưng cũng là bài học đắt giá. Những gì diễn ra khiến nhiều người còn hoang mang nghĩ rằng chuyện thật như bịa, nhưng trong cuộc sống chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì thế, đề cao cảnh giác, không tin lời thầy nổ, lang băm khoác lác, chữa được những căn bệnh khó nhằn không bao giờ là thừa. Nếu trẻ có biểu hiện chậm nói, bố mẹ cũng không cần quá lo lắng mà từ từ kiên nhẫn tập luyện cùng con nếu không cải thiện, cần đến các cơ sở y tế uy tín, gặp các chuyên gia có chuyên môn để được hướng dẫn giúp còn phát triển khỏe mạnh, bình thường. Chẳng ai tưởng tượng được suốt 5 năm gửi đi chữa bệnh, cho bé 9 tuổi đã phải trải qua khoảng thời gian xa bố mẹ, ở với một người xa lạ và bị ăn đòn khủng khiếp đến mức nào. Và giờ đây, còn có một gia đình không may mắn vẫn đang hàng ngày chờ đợi tin tức của cơ quan chức năng về kết quả điều tra giám định hũ cho cốt. Tất cả những tin tức mới nhất liên quan tới vụ việc sẽ tiếp tục được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại